Các bạn thân mến, kênh của mình sẽ tập hợp tất cả những hàng độc từ sản phẩm từ cây giống con giống đến những thực phẩm sạch 100% tại quê hương Ba Vì của chúng tôi. Thì trên màn ảnh các bạn là cây vối thì ở quê hương thì chúng ta uống thay nước chè tươi, cây vối này uống rất là tốt ở quê mình thì cũng có con đạt điểu tại ngay sát nhà mình thì có cả con bò ba b bán giống và bán thịt rất là tốt và đặc biệt là cây dây, dây neo dây nang tím củ rất là tím ngọt mà kể cả dây của nó cũng có cái màu sắc đẹp và những cái cây, cây giống các loại mình cũng có ông bạn làm ở bên uh, cung cấp cây giống rất là phong phú cái gì cũng có. Thì, uh, những cái kênh uh, youtube trên đây thì cũng mong là chia sẻ những cái người mà có và đến với những người đang cần tìm thì uh, có những cây sung đây bác này bác trồng cũng được 7 năm rồi và gốc cũng có thế rồi cũng, uh, cũng rất là quả thì rất là ngon lá thì ăn anh em mà uh, bác cũng tạo ra cái thế rất đấy thì bác cũng nhờ mình Đăng lên nên chia sẻ đến đâu cũng có người cần đến, thì liên hệ qua cái kênh của mình. ở đây thì những cái cây khế rồi những cây khế chua bát canh chua, rồi cây khế nhật rồi những cái những cây giống là bác ấy cũng ươm trồng và xuất bán cũng rất là đầy đủ. Ừ, kể cả những cái cây đa đấy đây là thân cây đa thì nhà chùa thành lập chùa thì cũng phải có những cái cây trồng như vậy nhiều khi cũng không biết mua đâu hy vọng rằng mình sẽ chia sẻ và cũng sẽ có người giúp được ai đó họ đang cần tìm thì hy vọng là các bạn ủng hộ những cái video của mình cũng như cái kênh của mình đồng hành của mình cùng những video tiếp theo cảm ơn các bạn đã quan tâm